Kim Vũ Xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Campuchia cần một mối quan hệ bình đẳng với Việt Nam ngày 3 tháng giêng Afa tiếng Việt có bài người Campuchia nghĩ gì về cuộc chiến của Việt Nam với Khmer đỏ đây là bài phỏng vấn ông sokisum một nhà nghiên cứu về lịch sử hiện đại Campuchia và là biên tập viên của ban Khmer Đài Á Châu Tự do Afa Bài phỏng vấn cho thấy góc nhìn của ông Sokisum nói riêng và công chúng Campuchia nói chung đối với cuộc chiến cách đây 45 năm, kết thúc vào ngày 7 tháng Giêng năm 1979, khi Việt Nam tiến quân vào Plum Bên, lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Theo ông Soki, cuộc chiến của Việt Nam với Khmer Đỏ ở Campuchia là một vấn đề rất gây tranh cãi ở Campuchia. Ông đã đọc nhiều nghiên cứu và nói chuyện với nhiều học giả, nhà báo, nhà chính trị Campuchia có liên quan đến sự kiện này. Một số người cho rằng mục đích của Việt Nam khi tấn công Campuchia chỉ là thay thế lãnh đạo Khmer Đỏ, khi đó quá thân Trung Quốc và thù ghét Việt Nam. Và đây là hình bài phỏng vấn trên AFA. Ông Saki từng phỏng vấn ông Bùi Tính, người từng là phó tổng biên tập nhà báo Nhân dân và từng theo đội quân Việt Nam đến Campuchia năm 1979. Ông Tính nói rằng lý do Việt Nam tấn công Campuchia vì Khmer Đỏ tấn công Việt Nam. Sau năm 1975, Việt Nam không có lợi ích gì để tấn công Campuchia. Một số học giả Khmer khác cũng có ý kiến tương tự và cho rằng Việt Nam không cứu người Campuchia mà tấn công Campuchia vì Khmer Đỏ xâm lược Việt Nam. Tuy việc cứu người dân Campuchia chỉ là một kết quả phụ, nhiều người Campuchia vẫn biết ơn Việt Nam vì đã cứu họ khỏi nạn diệt chủng. Ông Soki cho biết, giá như sau khi lật đổ Khmer Đỏ, Việt Nam liên lạc với Liên Hiệp Quốc đề nghị cộng đồng quốc tế giúp đỡ, còn mình thì rút quân. Nhưng Việt Nam đã không làm như vậy. Việt Nam dựng lên một chính quyền mới ở Phnom Penh nhưng lại can thiệp sâu vào chính quyền đó, bắt giam cả thủ tướng, không cho Campuchia quyền độc lập chính trị thực sự. Đó là điều người Campuchia không đồng ý. Và đây là hình cụ thủ tướng Campuchia, Pennsylvania, người được Việt Nam dựng lên và cũng bị Việt Nam bỏ tù suốt hơn 10 năm. Vị Thủ tướng Campuchia khi đó là ông Ben Sovan được Việt Nam đưa lên vào tháng 7 năm 1981, nhưng đến tháng 12 lại bị đưa tới Hà Nội để bỏ tù và giam giữ suốt 10 năm, từ cuối năm 1981 đến năm 1992. Ông Ben Sovan tập kết ra miền Bắc Việt Nam từ năm 1954, lấy vợ là người Việt và rất thân thiết với Việt Nam nhưng ông phản đối chính sách của Việt Nam đối với Campuchia sau khi chiếm đóng. Đó là việc Việt Nam cho phép một dòng người Việt di cư sang Campuchia sống thành cộng đồng ở Phnom Penh và biển Tonle Sap. Ngoài ra, Hà Nội không hài lòng về việc ông Pensovan nói chuyện thẳng với Liên Xô chứ không thông qua Hà Nội vì ông muốn quyền tự chủ của Campuchia. Việc đưa người Việt sang Campuchia cũng tạo ra tâm lý sợ hãi cho người dân Campuchia và cộng đồng người Việt ở hồ Tenasap đang trở thành vấn đề lớn đối với Campuchia ngày nay. Ông Soki Som nghĩ rằng hai nước phải tìm cách sống hòa bình cùng nhau, hòa hợp với nhau vì chắc chắn hai nước sẽ là láng giềng mãi mãi. Và đây là hình cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2016. Việt Nam rất mạnh so với Campuchia. Campuchia hiện có 17 triệu người, còn Việt Nam là hơn 100 triệu người. Campuchia lại bị Việt Nam xâm lược nhiều lần trong quá khứ, cho nên tâm lý người Campuchia luôn lo lắng, phòng thủ. Đối với công chúng Campuchia, để quan hệ hai nước tốt đẹp hơn, Việt Nam phải trở nên có thể tin cậy được. Ông Sokysum lấy một ví dụ, người Campuchia không đủ mạnh để nói về cộng đồng Khmer ở đồng bằng sông Cửu Củ Long của Việt Nam nhưng họ rất quan tâm đến những người Khmer Krom ở Việt Nam bị truy tố ra tòa vì các quyền con người cơ bản. Khi lãnh đạo hai nước gặp nhau, Việt Nam thường yêu cầu Campuchia đối xử tốt với cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia. Nhưng ngược lại, Campuchia không thể yêu cầu Việt Nam đối xử tốt hơn với cộng đồng người Khmer bản địa ở đồng bằng sông Cửu Long. Hai bên có sự chênh lệch về quyền lực, một bên lớn, một bên nhỏ hơn. Ông Shoki cho rằng, chúng ta cần một mối quan hệ bình đẳng giữa hai nước, không phải theo cách quan hệ giữa anh lớn và em nhỏ. Việt Nam và Campuchia nên cố gắng duy trì một mối quan hệ hài hòa giữa hai bên. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Campuchia cần một mối quan hệ bình đẳng với Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đừng làm khó thành phần yếu thế, sống nhờ vỉa hè. Ngày 1 tháng Giêng năm 2024, BBC tiếng Việt có bài, Vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh sẽ hết bị xẻ thịt khi cho thuê. Theo đó, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh triển khai cho thuê vỉa hè tại một số tuyến đường ngay ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng Giêng năm 2024. Một lần nữa tạo ra tranh luận sôi nổi về vai trò của vỉa hè cũng như chính quyền phải làm gì để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. BBC dẫn quan điểm của nhà văn Nguyễn Viện, người gắn bó với Sài Gòn từ năm 1961 đến nay, cho rằng không chỉ tiện lợi với cả người mua và người bán, vỉa hè còn là chỗ tụ tập bạn bè tán gẫu hay để nhìn ngắm ông đi qua, bà đi lại. Niềm vui được cộng hưởng bởi sự thoải mái của cái bình dị. Và đây là hình bài trên BBC. Với ông, buôn bán vỉa hè đã trở thành một thứ văn hóa, không phải là đặc quyền của người ít tiền, mà nó là một cách sống, một cách chọn niềm vui ở cuộc đời này. Theo BBC, vấn đề thu phí vỉa hè theo từng tuyến đường được Sở Giao thông Vận tải thành phố đề cập từ năm 2017, nhưng chỉ được đưa ra lấy ý kiến các sở ngành từ tháng 2 năm 2023. BBC dẫn lời Tiến sĩ Bùi Uyên cho rằng không gian vỉa hè là một thành phần quan trọng của quy hoạch đô thị, là cầu nối, là giao tuyến giữa không gian tư nhân và không gian công cộng. Việc định vị một giới hạn không gian cho sử dụng khai thác lòng đường vỉa hè không đơn thuần là một vạch sơn mà còn là sự thống nhất, thuận tiện và mỹ quan trong tổng thể chung với các yếu tố liên quan như lối đi bộ, bố trí cây xanh, trang thiết bị đô thị mặt tiền nhà. Vì vậy, quản lý để thu phí sử dụng vỉa hè cần phải nhìn nhận thêm, như công tác thiết kế đô thị, chứ không chỉ đơn thuần là một không gian chức năng giao thông vận tải. Và đây là hình kinh nghiệm quản lý vỉa hè kinh tế của Trung Quốc. Kiến trúc sư Sơn Đặng cũng được BBC dẫn lời cho rằng, áp dụng cách quản lý vỉa hè của các nước phương Tây vào cơ thể đô thị Việt Nam chỉ chứng tỏ những người đề xuất chính sách chưa thực sự hiểu sâu về cấu trúc của các đô thị việt nam chính vỉa hè lòng đường là thứ giúp hàng triệu người việt nam nuôi được gia đình của họ tạo ra sự dẻo dai thần kỳ cho nền kinh tế còn khá nhỏ bé của việt nam đóng vai trò như một lưới an sinh xã hội việt nam cũng đang gặp suy thoái thiết nghĩ đây không phải là thời điểm để làm khó miếng cơm của thành phần yếu thế sống nhờ vỉa hè ông nêu ý kiến BBC tiếp tục dẫn ý kiến của luật sư ngô anh tuấn nói rằng tôi nghĩ là việc quản lý cho thuê thì phải đảm bảo đến những không gian xung quanh để cho người đi thuê khi đó đã có quyền chiếm hữu sử dụng phải có quyền định đoạt trong phạm vi đã thuê tôi nghĩ đây là việc hoàn toàn có thể làm được tôi nghĩ chỉ có áp dụng thực tế mới biết hết được những vấn đề nảy sinh và đây là hình bán hàng rong tại Bangkok, Thái Lan. Sẽ khó mà có được những bằng chứng cụ thể về nạn bảo kê vỉa hè hiện nay. Tuy nhiên, để dập tắt những suy đoán trong dư luận, tôi nghĩ chính sách cho thuê vỉa hè này cần phải đảm bảo tính minh bạch, đặc biệt về nguồn thu, luật sư Tuấn đánh giá. Kiến trúc sư Sơn Đặng thì đưa ra một ví dụ về Trung Quốc. Sau dịch Covid, chính quyền Trung Quốc chủ động mở đường cho nhân dân tràn xuống đường kiếm sống. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đã xây dựng nên một bộ cảm nang cho phép người dân được sử dụng vỉa hè để buôn bán. Mùa suy thoái mới thấy sức mạnh của nền kinh tế hàng rong sẽ nuôi sống được hàng triệu dân đô thị. Bên cạnh đó, BBC cho biết, thủ đô Bangkok có chính sách cho thuê vỉa hè từ năm 2020. Chính quyền thông báo những điểm cho phép người dân buôn bán thức ăn. Chính phủ Thái Lan rất quan tâm đến việc đảm bảo bộ mặt đô thị cho ngành công nghiệp du lịch nên rất cẩn trọng điều này và cuộc chiến chống lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được thực hiện ráo riết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Đừng làm khó thành phần yếu thế sống nhờ vỉa hè. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.